Trời ơi, cái bông này bữa nay nó đẹp quá trời luôn. Giang Giang đưa vô coi nó nở bung ra quá chừng luôn. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ thu hoạch cái rau ngò gai để chút vô niêm canh này, sẵn mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Để lấy cái kéo cái rau ngò gai, cái bụi nó gì nè các bạn, thì mình đừng có mà thí dụ thấy cây này cao cái mình đè mình cắt, còn người bán ngoài chợ thì họ nhổ nguyên bụi, nhưng mà ở đây mình không có cắt vậy, giống như hành lá vậy đó. Chúng ta chỉ cắt những cái bẹ vòng vòng bên ngoài như vậy, giống như giờ ở nhà mình ăn thì mình chỉ thu hoạch mấy cái lá vậy nè bạn, các bạn đó, vòng vòng vậy thôi, chứ mình đừng có nhổ nguyên cái bụi nó lên. Ở ngoài người ta bán thì người ta nhổ nguyên bụi, còn mình thì cắt vậy cho nó mình cũng vừa sử dụng được, mà cái bụi này là nó lên, chứ không phải mình cứ thấy cái nhánh này nó cao cái mình đè mình cắt cái nhánh này vậy thì cái bụi rau mình mau lụi lắm, mà mất công trồng lại nữa. Nhưng mà thật ra cái này cũng không có cần trồng gì trơn á, nữa nó có cái hột già, cái nó rụng xuống thì nó lại tiếp tục nó lại lên cây con nữa đó các bạn. Cái chậu rau này nè, tôi đâu có bỏ phân gì đâu, chỉ mua đất sạch về trồng vậy thôi à, mà sao nó lên xum xê tốt quá chừng luôn. Mấy bữa mưa bão quá trời tưởng bay hết rồi chứ, mà sao nó cũng phát triển quá chừng tốt. Này hái một mớ để mà đem vô một chút nó niêm canh bí rợ đó các bạn, nấu với tép bạc. Hôm nay tôi làm cái món canh bí rợ nấu tép bạc đó, ra sẵn hái vô niêm canh cho thơm luôn. Rồi nhiêu đây đủ rồi đó, rồi này mình cứ để cho nó phát triển nữa. Ở đây này, hôm qua tôi mua được một mớ tép bạc đó, tép này là tép bạc xong đó, rồi cũng không có thấy ăn cái gì hết, cái thôi cũng đem để vô tủ đông á, giờ mới bỏ ra cho nó rã, đi chút mình lột vỏ mình nấu canh bí đỏ. Bí đỏ hay bí rợ gì đó không biết nữa, mà tôi thì tôi hay gọi bí rợ, tại theo kiểu như dưới quê miền Tây á hay gọi như vậy đó. Đây nè các bạn, còn để chia sẻ với các bạn, chia sẻ với các bạn một chút là cái hũ hột vịt muối hôm bữa làm đó, bữa nay cũng 3 tầng hả con? Hả Giang? 3 tầng rồi đó, đâu để lấy chắc chừng 2 hũ, 2 hộp đi. 2 hộp để chút mình luộc thử coi. Mà có 2 hộp mắc công luộc quá, chút mình nấu cơm á, cái mình bỏ vô cái nồi cơm á, cái nó cũng chín đó các bạn. Nay cũng 3 tầng chắc cũng ăn được rồi đó. Thường thì mình để từ 25, 26 ngày trở lên hay 30 ngày thì nó nổi cái trồng đỏ, nó có dầu ngon lắm. Đâu để thử là hai hộp này coi, vừa ăn rồi mình ăn, chứ mình để nếu mà lên dầu thì cái trồng đỏ nó lên dầu thì cái trồng trắng nó mặn. Lọc vỏ tép một chút nấu canh. Để vỏ nấu cũng được, nhưng mà để vỏ nấu nhiều khi ăn nó dính dướng ấy, để mình lột cho nó dễ ăn, và lột vậy nấu nó cũng ngọt. Tôm này tép là tép xong nè, không có lớn, nhỏ nhỏ không nè, có con lớn có con nhỏ không, nó không có đều. Tôm có mấy người mà họ đi cào, người ta kêu bằng tép bạc á, mà ghe cào á, người ta cào ở dưới đáy sông, người ta dùng cái lưới gì nó không biết, nên người ta nói với mẹ cũng không có gặp. Hôm nay tôi nấu canh bí đó các bạn, bây giờ bí lại nước á, tôi nấu nó đã mềm bí rồi đó các bạn. Bây giờ ta bắt đầu cho tép vào. Cái tép này hồi nãy là sau khi lọc xong tôi đã cho muối, bột ngọt với lại tiêu vào đây rồi đó các bạn. Sở dĩ mà bỏ tép vào sau là tại vì cái tép nhanh chín, mà bí này lâu chín lắm, thành ra nấu bí cho mềm trước rồi bỏ tép vô để giữ được con tép nó vẫn ngọt. Mà cái bí thì nó cũng vẫn ngon, chứ nó không có, mình để như vậy nè, nếu mà mình để con tôm vô trước, tép vô trước á, tiện hơi, nó bí nó mềm á thì con tép nó sẽ bị rã mà nó không có được ngon. Thành ra giờ tôi nấu bí mềm trước đó, còn bây giờ đun sôi lên chút xíu thôi, chừng mấy phút nữa cho tôm nó chín, tôm này nó nhạy chín lắm, đun sôi lên chút là được rồi.
Rồi canh chín rồi, thơm quá. Rồi tôi cho hành với lại ngò gai hồi nãy hái ở ngoài sân đó các bạn. Hành ngò gai ở nhà trồng á, nãy hái đó. Mình niêm canh này có ngò gai vô rất là ngon nha các bạn. Để cái nồi canh nó thấy sống sánh ngon hơn, tôi cho vào đây ít giọt mỡ thôi, chứ không có cần phải mỡ nhiều đó, vài ba giọt thôi. Khi mình múc tô canh ra mình thấy nó có mỡ rồi, có sống sánh nè. Giờ mình thấy cái lượng mỡ rồi trong cái canh nó sống sánh, nhưng mà thực chất là chỉ có vài giọt mỡ thôi, chứ không có ăn nhiều mỡ. Rồi vậy là nồi canh đã xong rồi đó các bạn. Để chuẩn bị múc ra tô. Để lấy tô múc ra giờ này cũng 11 giờ mấy rồi. Quên nữa, để mình thử cái này coi coi vừa chưa nữa. Vừa ăn rồi các bạn. Nãy ướp trong tôm đó, vừa ăn luôn rồi. Tôm lặn ở dưới nó rồi. Trong tôm nãy có ướp tiêu, muối, bột ngọt. Rồi để đây đi, giờ chút nguội chút rồi mẹ bưng ra. Giờ nóng quá. Được rồi. Đây là bữa cơm của nhà tôi đó các bạn. Ở đây thì tôi có một chút dưa mắm. Nhân đưa gần lại con. Cái dưa mắm này thì người ta làm hai loại. Cái loại là có loại dưa gang với loại dưa leo. Mà thứ nào tôi thấy cũng ngon hết, thành ra tôi mua mỗi thứ ít đó về mình ăn á. Cho nó, tại vì dưa gang nó cũng cái ngon của dưa gang, mà dưa leo nó cũng có cái ngon của dưa leo. Thành ra tôi mua mỗi thứ. Còn đây là hột vịt muối nhà tôi làm hôm trước đó các bạn. Hồi nãy lấy ra có hai hột mà, thành ra không có, tại nhà cũng có hai mẹ con, ít người ăn quá không có làm nhiều. Mà hai hột nó tôi bỏ chung vô nồi cơm luôn á. Trong lúc nấu cơm tôi có bỏ hai cái trứng vàng phải dính mà. Giờ để trẻ thử ra tôi cũng chưa có thử coi nó làm sao nữa. Vì là cũng ngon quá rồi đó các bạn. Tại này mới có 23 tuần, thành ra cái trứng nó cũng chưa lên dầu, nhưng mà vậy ăn cũng vừa ăn ngon nè. Trứng này cũng ngon quá. Vừa ăn rồi đó. Nếu mà mình để cái trứng nó lên dầu giống vậy nè, thì có trứng nó vỏ dày, có trứng nó vỏ hơi mỏng thì nó thấm trước. Ở nhà làm ngon lắm các bạn ơi. Mình không có bỏ quá chất hay bỏ cái gì vô, chỉ có muối trứng vịt thôi đó. Bữa hổm mình làm sao thì nhà mình ăn cũng y vậy đó. Trước đây mình cũng từng làm bán cái này nè, lúc mà gia đình khó khăn á, cũng có làm bán cho người ta, làm bán một ngày cũng 5-7 chục hộp, 100 hộp đó các bạn. Đâu để ăn thử miếng dưa mắm coi. Ăn miếng dưa, mời mời cả nhà nha, ăn dùng cơm nha. Dưa leo đi. Giòn ngon quá các bạn ơi. Mời cả nhà dùng cơm cả nhà. Trời, bữa nay ăn đơn giản gì mà thấy ngon quá chừng luôn các bạn ơi. Cái dưa mắm này tôi phải vừa đi ở thành phố mà mua dưa mắm cũng khó lắm. Vừa đi vừa về cũng 10 cây số, đi 5 cây về 5 cây mới mua được cái dưa mắm này. Tại chợ của tôi người ta không có bán cái loại dưa mắm mà thứ tôi ưng ý như vậy. Người ta bán cái loại nguyên miếng mà tôi lại thích sắc sẵn vậy, cái về ướp thêm tỏi ớt vậy thôi. Trứng vịt muối cũng ngon quá cả nhà ơi. Còn tô canh này cũng ngon quá, cũng hấp dẫn. Để lấy cái muỗng múc. Nấu cái bí mình đừng có quậy nhiều quá, cái nước nó trong khe nè.
Giang đưa gần lại chút coi. Mình nấu canh này mình đừng có quậy nhiều quá. Quậy nhiều quá thì để tới trưa chiều gì nó hay bị chua lắm. Đó thành ra mình chỉ nấu mình ấy đảo một chút thôi. Cái nước nó trong vậy nó ngon nè các bạn. Video xin kết thúc tại đây. Hẹn các bạn vào những lần sau. Bye bye, tạm biệt các bạn.